Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em đang đánh một cái cây đào thất thốn 2 năm để gửi cho các bác đây cơ. Thì em quay cái video cho các bác xem cái cách em đánh bầu và dâm ủ ở dưới đất độ tầm khoảng độ 10 đến 12 hôm thì cây nó ra rễ non. Thì là em sẽ gửi cho các bác đây. Thì, vừa rồi em đã đánh hết xung quanh gốc các bác ạ. Đánh hết xung quanh cái cây này tạo thành một cái bầu ra như kia. Và cắt ngắn hết cái rễ đi. Thì sau khi cắt ngắn các cái rễ thì cây lá nó đã táp táp xuống rồi các bác. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ bó bầu vào nhé các bác. Thì em làm luôn cho các bác xem để cách các bác bó bầu hoặc đánh bầu một cái cây để gửi đi xa cho nó an toàn nhé các bác. Đấy, vừa rồi thì đã đánh chặn xung quanh và đợt này thì tiếp theo là em bó một cái vòng giấy bìa cắt tông nha các bác. Một cái vòng bìa cắt tông như này để cho nó ôm vào cái bầu, để cho cái đất ở trong cái bầu nó không bị xô dịch nữa nha các bác. Và còn ở những cái khe này thì em sẽ nhét những cái đất nhỏ này, những cái phần đất thịt, đất nhỏ này em thả xuống đây, thả xuống như này. Đấy, đây là cái cách dâm ủ cây của em nhé các bác. Nên là làm như này thì cây nó dễ ra dễ con mới lắm các bạn. Em làm luôn cho các bác xem. Nếu như các bác nào mà có cây mà các bác gửi đi xa, các bác làm được kiểu như này thì là rất an toàn cho cây nhé các bác. Khi mà mình thả đầy hết cái đất ở trong cái bầu này vào cái bầu này rồi thì các bác tưới qua một lần nước. Các bác tưới nước hết cho nó ướt thấm hết một vòng quanh cái bầu này. Rồi các bác lấp đất lại. Thì khi nào mà đánh cây lên ấy thì các bác quấn thêm một lần lấy giấy ni lông và quấn một lần băng dính nữa nha các bác. Thì là cái cây có thể vận chuyển đi xa mà không cần ấy. Tại vì những cái cây này đều là trồng ở dưới đất nên là cái khâu đánh bầu để gửi cho các bác thì nó khá là vất vả các bác ạ, không như những cái cây trồng thuần sẵn ở trên chậu. Tiếp sau là các bác tưới đẫm nước vào cho cây này nha các bác. Các bác tưới đẫm một lần nước vào. Thì các bác vừa tưới nước xong thì các bác nện cái bầu này cho nó chắc vào nha các bác. Nện cái bầu này xuống cho nó thật chắc vào. Đó. Sau khi tưới đẫm nước cho cái cây này thì độ một tuần nữa là nó sẽ ra rễ trắng hết ở quanh cái bầu này nha các bác. Đấy là cái cách mà em dâm bầu cho các bác. Rồi. Sau khi làm như này xong thì chúng ta lại lấp đất hết xuống như thường thôi. Đấy, sau khi lấp hết đất kín như này các bác cứ để này tầm độ 7 đến 10 hôm hoặc là 12 hôm thì là cây sẽ ra rễ trắng hết bên dưới. Thì khi nào chuyển cây cho các bác thì em sẽ cào hết cái đất ở bên trên này đi. Và em lại đóng bầu một lần nữa bằng cái túi bóng nha các bác. Thế nên là cái cây nó lúc nào nó cũng có bộ rễ, rễ khỏe cho các bác trồng. Đấy. Vừa mình đánh xong thì cái cây lá nó đã táp hết rồi. Thế nhưng mà để gửi đến tay các bác thì các bác trồng thì nó yên tâm hơn các bác ạ. Rồi, em xin chào toàn thể các bác nhé.